Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Điều này mình sẽ update lại bằng một số thông tin về cái dự án đó là Deepwater. Thì trước đây mình đã hướng dẫn mọi người tham gia vào cái testnet của dự án đó là Deepwater này. Thì hiện tại nó có một số thông tin đó là về Unrob. Thì đối với Unrob thì nó chuẩn bị list trên các sàn như là MSC nha. Thì tiếp theo đó thì nó sẽ cho là Unrob cho phase 1 với lại là Unrob dành cho là testnet ở V2 và Clam, và Unrob dành cho những người là có trong cái sự kiện là chủ nợ của sàn FTX. Thì tiếp theo đó là về Unrob của Trading Content và 1 và 2. Thì về cái phần này thì đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta đó là KYC. Thì về KYC thì mình thấy nó cũng không quan trọng. Thì KYC này thì nó cho chúng ta KYC là để là truy cập vào cái desk, cái nền tảng mainnet của họ sớm hơn các bạn. Chúng ta KYC thì chúng ta là join vào cái mainnet của họ sớm hơn nha, kiểu như là đăng ký sớm ấy. Thì ngoài ra thì khi mà anh em KYC xong thì nó sẽ về claim, về sau khi anh em được bắt KYC ấy, thì các bạn sẽ được là claim là về con token là WTR. Còn về việc claim được hay không thì mình chưa rõ nha các bạn. Thì đối với KYC thì chúng ta sẽ KYC trên một cái nền tảng thứ ba nha. Chúng ta sẽ KYC trên một cái nền tảng khác đó là Fractal nha. Chúng ta sẽ KYC ở trên này. Thì đối với cái KYC ở trên nền tảng Fractal này thì trước đây anh em nào mà đã KYC ở trên cái nền tảng này xong rồi ấy, thì bây giờ anh em chỉ cần là connect rồi connect phí của các bạn vào, các bạn xác nhận thôi. Còn đối với bạn nào mà chưa KYC ở trên nền tảng Fractal này thì bây giờ các bạn bắt buộc các bạn đăng ký một tài khoản rồi các bạn là KYC ở trên nền tảng này nha. Thì sau khi các bạn KYC là trên cái nền tảng là Fractal này thì nó xét duyệt KYC cho các bạn xong ấy, thì các bạn sẽ vào cái sàn desk của Deepwater, các bạn connect wallet rồi các bạn là xét duyệt KYC của bạn thôi nhé. Các bạn connect với lại cái nền tảng là Fractal ID này để các bạn xác nhận KYC nha. Ok, thì trước đây bạn nào thì bây giờ chúng ta cứ KYC thôi nha, KYC trước thôi. Còn về việc nhận được Unrob hay không thì sau này tính tiếp nhé, chờ đợi thông báo tiếp thôi. Ok, thì trước đây bạn nào mà đã tham gia vào cái testnet của họ ấy, thì bây giờ các bạn cần đầu tiên cái bước thứ nhất này, các bạn vào cái trang nha, cái nền tảng thứ ba đó là app.fractal.id này. Sau đó các bạn tiến hành là đăng ký bằng tài khoản của các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần là vào cái phần này rồi các bạn điền lại email nha. Sau đó các bạn nhấn vào nút login. Thì sau khi các bạn login xong thì nó sẽ gửi cái nền tảng Fractal này, nó sẽ gửi về một cái email xác nhận cho các bạn nha. Thì ở phần này thì các bạn chỉ cần lấy vào thôi nha. Các bạn chỉ cần là vào cái link đó rồi các bạn nhấn nút là sign into Fractal ID nha. Sau đó thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang của Fractal ID như thế này. Thì đây là cái dashboard của cái nền tảng là Fractal ID. Thì trong cái phần dashboard này các bạn chọn cho mình cái mục đó là mục My Data nha. Các bạn chọn cho mình cái mục đầu tiên đó là mục My Data. Thì trong cái mục My Data này các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được là cái mục đó là Identity nha. Identity có nghĩa là KYC á. Thì trong phần mục Identity này thì các bạn điền lại thông tin KYC của các bạn thôi. Thì đó, đầu tiên đó là full name này nha. Các bạn có thể vào là các bạn chọn là full name này. Thì chọn nay sinh nội đi thì các bạn chọn cho mình đó là nay sinh nội đi. Thì ở đây nó sẽ có ba loại KYC, có ba hình thức KYC, đó là driver có nghĩa là bằng lái xe, còn national ID có nghĩa là giấy chứng minh nhân dân, còn passport là hộ chiếu. Thì ở đây mình sử dụng đó là national ID thì các bạn chọn cho mình đó là national ID nha. Các bạn KYC bằng cái hình thức nào thì các bạn chọn là hình thức đó thôi. Còn các bạn muốn KYC bằng giấy chứng minh nhân dân thì các bạn chọn cho mình đó là national ID, các bạn chọn thôi nha. Sau đó các bạn tiếp tục là nhấn vào nút net nha. Các bạn tiếp tục nhấn vào nút net thôi. Thì các bạn cứ làm theo đó thôi, các bạn điền lại thông tin này nha. Rồi chọn ngày tháng năm sinh của các bạn ghi thông tin của các bạn ấy phải đúng ở trên giấy chứng minh nhân dân của các bạn nha. Sau đó thì về thông thông tin nơi ở của các bạn thì các bạn điền lại giống như là trên giấy chứng minh nhân dân nha các bạn nha. Tiếp theo đó là Việt Nam và số giấy chứng minh nhân dân của các bạn. Và tiếp theo đó thì nó yêu cầu các bạn đó là tải hình ảnh lên, tải hình ảnh của giấy chứng minh nhân dân lên, thì các bạn tải mặt trước của giấy chứng minh nhân dân lên. Sau đó thì mặt sau của giấy chứng minh nhân dân lên, và tiếp theo đó là một cái ảnh selfie. Thì về cái ảnh selfie thì các bạn cầm cái giấy chứng minh nhân dân, các bạn cầm cái giấy chứng minh nhân dân, các bạn chụp lại một ảnh selfie rồi các bạn tải lên thôi nha. Và cái bước tiếp theo đó là về cái bước đó là cần là một cái bằng chứng về cái nơi của các bạn ở ấy nha.
về bằng chứng của cái nơi của các bạn ở ấy. Còn ở đối với cái thông tin đó là Bót Co Ye này, thì các bạn ở tỉnh nào thì các bạn lên Google, các bạn search đó là Zip Co Ye của tỉnh đó, thì nó sẽ ra cái Co Ye của tỉnh bưu điện đó thôi nha. Các bạn ở tỉnh nào thì các bạn search Zip Co Ye của tỉnh đó ra thì nó sẽ ra thôi, nó sẽ ra cái số Co Ye của tỉnh đó, rồi các bạn điền vào thôi nha. Về cái phần đó là broad address, có nghĩa là ở đây thì các bạn có thể sử dụng là giấy giấy thu tiền điện hoặc là tiền nước các bạn nha. Các bạn có thể là lấy cái giấy thu tiền điện của nhà bạn ấy, hoặc là mượn của ai ấy mà chung lại với lại là cái địa chỉ quý ở trên giấy chứng minh nhân dân của các bạn ấy, các bạn tải lên thôi nha. Ví dụ như là giấy điện nước hoặc là giấy như là giấy điện nước hoặc là giấy wifi rồi các bạn nha, các bạn tải lên thôi. Chủ yếu là cái giấy đó nó trùng với lại là cái địa chỉ của nơi bạn ở là được thôi, còn cái tên khác vẫn được nha, cái tên nào cũng được thì các bạn thôi. Và tiếp theo đó là về phần vé lịch, thì nếu mà nó yêu cầu các bạn là dán lại cái địa chỉ ví của các bạn ấy, thì các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn dán vào thôi nha, các bạn dán vào các bạn lưu lại thôi là xong. Còn ở phần là authorization này nó không bắt buộc nha, cái phần authorization này các bạn không cần điền đâu. Ok. Thì sau khi các bạn nó đã xét duyệt KYC, thì sau khi các bạn KYC xong mà trên nền tảng Fractal này nó xét duyệt cho các bạn xong, thì khi mà nó xét duyệt xong á thì nó sẽ ấy cho các bạn thôi nha, nó sẽ thông báo về cái email cho các bạn thôi. Thì sau khi nó thì sau khi các bạn KYC xong, thì cái bước thứ hai của các bạn cần làm đó là các bạn vào cái đường link của dự án, đó là app.deepwater này .xyz KYC. Thì trên cái nền tảng Deepwater này các bạn connect wallet của các bạn nha, các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới là Avalanche nha, các bạn chỉ cần connect thôi. Thì sau đó ở phần là perform KYC này, perform KYC này nó sẽ có một cái dòng đó là KYC nha, nó sẽ có một cái dòng nhỏ là KYC, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút đó là KYC thôi nha. Các bạn nhấn vào cái dòng KYC thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái trang của Fractal ID này nha, Fractal ID này. Thì trên Fractal ID này các bạn chỉ cần nhấn vào nút xác nhận thôi, xác nhận KYC với lại cái nền tảng này thôi là xong nha. Thì sau khi các bạn xác nhận xong á thì các bạn có thể là quay trở, nó sẽ dẫn các bạn đến đây nha, nó sẽ quay trở lại với cái nền tảng này. Và trên nền tảng này thì nó yêu cầu các bạn là xin ký ví, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là xin ký ví rồi các bạn xin ký trên ví MetaMask của các bạn thôi là xong nha. Rồi sau đó các bạn đợi nó duyệt thôi. Thì hiện tại thì mình KYC đang bị lỗi nha, hiện tại thì do cái giấy tiền điện tiền nước mình nó hết hạn ấy. Các bạn KYC bên này này, các bạn nhớ là lấy cái chỗ cái phần là giấy tiền điện tiền nước đó, các bạn nhớ là trong 3 tháng nha nha, các bạn nhớ lấy cái phải phải còn hạn sử dụng là khoảng là trong 3 tháng nha. Thì ví dụ ở đây các bạn có thể là lấy giấy tiền điện tiền nước ở vừa nó trả cho các bạn khoảng là trong vào tháng khoảng tháng 12 cho đến tháng nay các bạn nha, tháng 12, tháng 1, tháng 2 này đây, trong 3 tháng phải còn hạn sử dụng nha. Còn cũ quá, còn giấy tiền điện tiền nước cũ quá thì nó sẽ không chấp nhận cho các bạn thôi. Ok, thì sau đó các bạn ấy thôi, các bạn đợi cho nó duyệt thôi. Các bạn có thể là kiểm tra, các bạn nhấn vào cái địa chỉ ví của các bạn này, rồi các bạn chọn một account. Thì các bạn sẽ thấy được là ở phần là verification này là nó pending cho các bạn thôi nha, pending thì để tự động nó xét duyệt thôi. Đây nè. Hiện tại thì của mình nó ghi action request, có nghĩa là trên cái nền tảng này mình cái giấy của mình là chưa kê sẽ thành công, do cái giấy tiền điện tiền nước của mình là nó quá hạn ấy nha, cũ quá cho nên là nó không ấy. Ok, thì các bạn cứ KYC như vậy thôi nha, và đợi nó duyệt thôi. Thì khi nó duyệt xong thì các bạn sẽ được là truy cập vào cái nền tảng của họ sớm thôi nha. Ok, còn về việc claim là còn về việc claim token thì sẽ có thông tin sau nha, chờ đợi update thông tin của nó sau thôi. Trước tiên thì các bạn cứ KYC dần đi nha, các bạn cứ KYC đi. Mình đã đang bị lỗi các bạn ạ. Mình đang bị lỗi ở phần là chỗ là cái cư trú này nha. Cái giấy cư trú này nè. Thì các bạn cứ lấy cái giấy tiền điện tiền nước của các bạn ấy, các bạn cứ ấy lên thôi nha.
bằng chứng địa chỉ cư trú này, các bạn tải lên thôi. Ok, thì sau khi các bạn nhớ KYC thành công xong thì các bạn nhớ qua cái sàn Deed của họ, các bạn qua cái mục là Query KYC nha. Các bạn nhấn vào đây, các bạn xin ký quý của các bạn nữa là xong thôi nha. Rồi các bạn đợi để xét duyệt thôi. Còn về mình thấy cái phần về KYC này mình thấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Bạn nào muốn KYC thì có thể KYC, còn không thì chờ đợi thông tin nó thêm thôi nha. Cái sàn này nó phức tạp á. Cái sàn này nó yêu cầu nhiều đủ thứ đấy. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái phần là testnet của cái dự án đó là Deepwater, thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.